Sự kiện trải nghiệm cà phê tại Som Organic Farmstay, thôn 5 xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tạo sân chơi bổ ích cho những người có chung niềm đam mê với nghề barista, truyền cảm hứng sáng tạo từ các loại cà phê đặc trưng của vùng đất Gia Lai. Đây là sự kiện do Trung tâm Đào tạo Pha chế TRS1 Training Center Gia Lai tổ chức dành cho người yêu cà phê và những bạn trẻ đang có mong muốn khởi nghiệp với nghề barista, pha chế, đồng thời kết nối phát triển ngành dịch vụ nhà hàng và quầy uống tại Gia Lai. Ngày hôm nay là một cái sự kiện Coffee Connection. Thì tại cái sự kiện này mình mong muốn mang đến cho mọi người trải nghiệm tốt hơn về một loại cà phê mà được trồng tại Gia Lai của mình. Mà một loại cà phê nó có giá trị cao là cà phê Pyro và những cái phương pháp chiết xuất mới, ví dụ như là pour over hoặc là drip. Đây là hứa hẹn nó sẽ là một cái làn sóng mà sắp tới đây nó sẽ phổ biến tại cái địa bàn Gia Lai của mình. Sự kiện trải nghiệm cà phê diễn ra với nhiều hoạt động thú vị, trải nghiệm và tìm hiểu cà phê tại vùng trồng Gia Lai như Robusta, các dòng hạt specialty, loại cà phê Arabica thượng hạng, chất lượng cao, đạt 80 điểm trở lên trong thang điểm 100 theo đánh giá của SCA, Hiệp hội Cà phê Đặc sản Quốc tế. Tại sự kiện còn có trải nghiệm các phương pháp chiết xuất cà phê thú vị, từ pha phin truyền thống đến pha máy V60, dụng cụ pha chế được xem là biểu tượng của làn sóng cà phê specialty Kemet, dụng cụ pha chế đơn giản làm hoàn toàn từ thủy tinh, cold brew, cà phê pha và ủ lạnh. Thì đến với sự kiện hôm nay mình rất là vui thấy rất nhiều bạn trẻ đã đặt sự quan tâm tới sự kiện về cà phê này. Thì cái sự kiện này làm chuyên về cà phê thủ công. Thì mình hy vọng sắp tới mình nghĩ sẽ có một cái làn sóng cà phê mới, mọi người sẽ chú tâm về kỹ năng của các bạn pha chế hơn để mọi người có thể thưởng thức được những ly cà phê ngon của Gia Lai cũng như là cà phê đặc sản của mọi người thế giới. Với cái chương trình lần này thì em cũng cảm thấy rất là hào hứng, đặc biệt là ở Gia Lai hiện tại vẫn chưa có quá nhiều những chương trình mà tập trung cho các hoạt động về pha chế chuyên sâu và có những người trẻ có cái lòng đam mê nhất định đối với ngành của mình để có thể giới thiệu đến rất nhiều những cái phương pháp mới trong cái ngành cà phê hiện tại. Thì em cảm thấy là đây là một trong những cái xu hướng mà sắp tới thì ở Pleiku nói chung, nói riêng và Gia Lai nói chung sẽ là một cái hoạt động rất là sôi nổi, đặc biệt là có rất nhiều những bạn trẻ cũng giống như em là từ thành phố khác trở về và làm trong ngành cà phê hiện tại. Đây là một cái sân chơi cà phê coi như là gần như là đầu tiên của Gia Lai. Tại vì cà phê thì nó đã rất là lâu đời. Nhưng mà để có cái sự phổ biến ở trong giới trẻ thì hình như là nó chưa có phát triển nhiều. Hôm nay bạn Tâm tổ chức chương trình cà phê connection thì mình thấy là nó sẽ mang lên cho bạn nhiều bạn trẻ có sự trải nghiệm về cà phê đa dạng hơn, không chỉ đơn thuần là chỉ là một thức uống mà nó là một sự cảm nhận về những cái hương vị mà cà phê mang lại cho người dùng. Thì đó mình thấy là chương trình rất là ý nghĩa. Tại sự kiện, hơn 100 người yêu cà phê còn được trải nghiệm nghệ thuật vẽ hình trên bề mặt ly cà phê bằng bọt sữa và topping. Qua đây, các barista có thể giao lưu và tích lũy thêm kiến thức. Đây là sự kiện không thể bỏ lỡ đối với những người đang hoạt động trong ngành F&B, các barista và người yêu cà phê phố núi.